Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái chiến thắng 1-2 của Honda ở cái chặng Misano 2. Trong cái video lần trước á, mình có nói là cái chức vô địch thế giới của Fabio Quartararo cũng như là cái sự sụp đổ của Ducati ở cái trường đua Misano thì đã lu mờ đi, không phải đã làm lu mờ đi cái chiến thắng 1-2 của Repsol Honda. Và cái chiến thắng 1-2 này cũng là cái chiến thắng đầu tiên của họ kể từ năm 2017 ở cái chặng Aragon GP với Marc Marquez và Dani Pedrosa ở trên bục trao giải. Vâng, thưa các bạn, nói chung là người tính cũng không thể nào mà bằng các kỹ sư và các nhân viên của Ducati tính được, và chính cái sự nhầm lẫn trong cái việc chọn lốp đua đã nói chung là cái đó là cũng mang tính hên xui thôi. Cho nên là đã dâng cái chiến thắng 1-2 cho Repsol Honda, và chúng ta phải chúc mừng những cái thành công của Repsol Honda trong những cái chặng đua gần đây ha. Nói chung là mình cũng phải cố gắng hết sức, mình cũng phải cố gắng là về đích, chứ không thể nào mà đợi người khác té rồi mình có chiến thắng được. Nói chung là phải cố gắng. Trong đua xe có một cái câu rất là hay, mình nhớ các bạn, to finish first you have to finish, có nghĩa là mình phải chạy về đích trước cái đã, mình phải hoàn thành những cái công việc của mình cái đã, rồi hãy đợi những cái may mắn nó sẽ mỉm cười với mình ha. Chứ còn không thể nào mà chúng ta cứ ngồi đó mà cầu mong đối thủ bị té ngã để mà chúng ta có thể hưởng lợi từ những cái chuyện đó được. Rồi quay lại cái chuyện chiến thắng 1-2 của Honda thì các bạn thấy là với cái chấn thương của Marc Marquez trong suốt mùa giải 2020 á, thì Honda đã chuyển hướng, Honda đã chuyển mình, Honda đã làm ra chiếc RC213V thân thiện hơn, dễ chịu hơn đối với các cái tay nài của họ. Trước đây á, thì Honda luôn theo một cái thiết kế, một cái triết lý thiết kế, đó là làm ra một chiếc xe càng mạnh càng tốt. Và khi mà làm ra được một cái chiếc xe như thế thì thuê một cái tay đua giỏi nhất trên thế giới vào cái thời điểm đó để mà nài cái chiếc xe đó. Và với cái thành công của Marc Marquez và RC13V thì đã chứng minh cho cái triết lý thiết kế, triết lý làm xe đó của Honda ha. Nhưng mà cái kế hoạch đó, cái triết lý đó hoàn toàn sụp đổ vào năm 2020 khi mà Marc Marquez bị chấn thương, và cái chấn thương đó kéo dài rất là lâu ha. Và khi mà Marc Marquez trở lại á, thì anh ấy cũng không có thể nào mà nhận ra chiếc RC13V của mình như trước kia nữa. Đó, chiếc xe đã thay đổi rất là nhiều rồi. Và trong cái quá trình trở lại của mình á, thì Marc Marquez cũng chỉ chiến thắng ở những cái trường đua là chạy ngược chiều kim đồng hồ thôi. Còn những cái trường đua mà chạy theo chiều kim đồng hồ thì Marc Marquez thua. Nhưng mà ở cái chặng Misano 2 vừa rồi thì là cái trường đua theo chiều kim đồng hồ á, thì cái chiến thắng của Marc Marquez ở cái trường đua đó, ở cái chặng đua đó là một cái bước nữa trong cái quá trình hồi phục của tay đua số 93 người Tây Ban Nha. Đó là một trong những cái bước thôi nha các bạn, tại vì đầu tiên á là mình phải lấy lại cái cảm giác ở cái cánh tay này, cái sức lực ở cái cánh tay này, rồi sau đó là làm quen với những cái gì đã thuộc về bản năng, đã thuộc về cái bản năng gốc của mình, đó là chạy theo những cái chiều ngược kim đồng hồ này. Rồi bây giờ là bài test tiếp theo là chạy xuôi chiều kim đồng hồ, chạy theo chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta thấy là Marc Marquez đã vượt qua tất cả những cái bài test đó, và đó là một cái bước ở trong cái quá trình hồi phục của anh ấy. Còn hai cái chặng nữa ở mùa giải này, và còn một cái mùa đông nữa để mà Marc Marquez có thể là hồi phục hoàn toàn hoàn toàn thì mình cũng không có dám chắc, nhưng mà thực sự là để hồi phục lại, nói chung là sẽ chạy, Marquez là sẽ chạy theo cách khác. Các bạn nên nhớ là với cái chấn thương như vậy, với cái cách tiếp cận chặng đua bây giờ á, thì Marquez sẽ chạy theo cách khác. Tại vì Marquez có nói là bây giờ đua, cái chiến thắng á, nó ngọt ngào hơn xưa lúc là nhiều. Tại vì không biết là lần nào mới có được một cái chiến thắng nữa. Đó, Marquez cũng hiểu rất là rõ cái điều đó, phải ngậm, nói sao ta, không phải là ngậm đắng nuốt cay, mà giống như là mình phải cất đi cái lòng tự hào, cất đi cái tự tôn của mình để mà nâng niu trân trọng những cái chiến thắng bây giờ đó. Dù sao đi nữa thì năm 2022 cũng là một cái năm mà để Marc Marquez có thể có một cái sự trở lại và trở thành một cái ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch rồi. Thì cái chuyện Marc Marquez thì chúng ta đã nói khá là nhiều rồi, mình đã nói về Marquez khá là nhiều rồi, nhưng mà cái chiến thắng 1-2 của Honda hôm chủ nhật
tuần vừa rồi á, cái quan trọng hơn là Pol Espargaró đó. Mùa đầu tiên ở Repsol Honda không bao giờ là một cái mùa dễ dàng cả. Đó, chúng ta thấy là Jorge Lorenzo cũng phải đắng cay ha. Rồi bây giờ đến Pol Espargaró thì RC13V như lúc nãy mình nói không bao giờ là một chiếc xe dễ chạy cả. Honda là dồn hết những cái gì hay ho của họ và họ tìm một cái tay đua thật là giỏi để mà phát huy được cái sức mạnh của chiếc xe đó. Đó thì đó là cái niềm tự hào của Honda, họ muốn cho cả thế giới biết là như thế. Thì Pol Espargaró các bạn thấy là từ đầu mùa giải đến bây giờ là rất là khó để mà ăn nhập được với chiếc RC13V. Rồi cái đóa hoa chớm nở đầu tiên á là ở Silverstone, khi mà trời lạnh rồi độ bám thấp rồi này kia thì Pol có được cái vị trí Pol ha, và chặng đua đó thì Pol về ở vị trí thứ 5 đó, và ở cái chặng đua ở Misano 2 á thì Pol về ở vị trí thứ 2, và cũng là cái thành tích tốt nhất của Pol Espargaró ở MotoGP trong 6 cái lần đứng ở trên bục trao giải cho của Pol cho KTM á, thì Pol chỉ về ở vị trí thứ 3 thôi, nhưng mà lên Honda thì về ở vị trí thứ 2. Và mình nghĩ á, trong tương lai gần thôi thì một cái chiến thắng đầu tay của Pol là hoàn toàn có thể ha, hoàn toàn nằm trong cái phạm vi của Pol. Rồi sau khi mà đua xong thì trả lời phỏng vấn, Pol có nói như thế này này, cái chuyện mà Pol giành chiến thắng là một cái lòng tự hào, là cái chuyện này kia là dễ hiểu rồi ha, tại vì Pol cũng là một cái tay đua tham vọng, một cái đua có tài năng và muốn chứng tỏ bản thân mình ở một cái đội đua danh giá như là Repsol Honda. Nhưng mà Pol nói là cái điều mà Pol muốn giành cái chiến thắng này, Pol muốn giành cái vị trí thứ hai này là cho đội ngũ kỹ thuật của Honda. Họ đã làm việc hết sức mình trong thời gian vừa qua để mà cải thiện cái chiếc RC13V, để mà Pol có thể là phát huy hết cái tài năng của mình cũng như là phát huy được cái sức mạnh của chiếc xe này. Tại sao mình lại nói như vậy? Các bạn thấy là ở MotoGP thì như thế này các bạn này, trong 2 năm trở lại đây các bạn thấy là Covid nó làm tan hoang bao nhiêu là kế hoạch, bao nhiêu là cái câu chuyện, nói chung là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Bây giờ đi qua Nhật là phải cách ly, rồi nói chung là cái chuyện mà đi lại nó rất là khó khăn, không phải như ngày xưa nữa. Cho nên là cái chuyện mà chuyển giao công nghệ hay là chuyển giao những cái phản hồi giữa hai bên á, chẳng hạn như là Mark và Pol thì ở châu Âu, còn các kỹ sư mà phát triển chiếc xe lại ở Nhật Bản, cho nên nó rất là khó ha. Ví dụ như là cần test cái này thì Pol có thể bay qua Nhật Bản liền, Mark có thể bay qua Nhật Bản liền, nhưng bây giờ chuyện đó đâu có được, cho nên là nó rất là khó khăn. Tại vì Pol đã thi đấu cho KTM rồi. KTM là một cái hãng xe châu Âu cùng với Aprilia và Ducati. Thì họ làm việc ở châu Âu, họ gần nhau mà. Và bây giờ châu Âu thì đi lại nó cũng khá là thuận tiện, khá là dễ dàng. Sau khi mà tiêm vaccine đầy đủ này kia rồi, bây giờ thì có hộ chiếu vaccine rồi thì đi nhẹ nhàng thôi. Còn ở Nhật Bản thì các bạn thấy là Covid vẫn đang rất là phức tạp, cho nên là không thể nào mà qua được. Nhưng mà Pol nói là các kỹ sư của Honda đã làm việc hết sức mình, đã tìm mọi cách để mà làm chiếc xe sao cho nó càng ngày càng phù hợp hơn với cái cách chạy của Pol. Cho nên là cái vị trí thứ hai ở trên bục trao giải là một cái món quà mà Pol muốn dành cho những cái người kỹ sư ở Nhật Bản, cũng như là những cái nỗ lực của cái team Repsol để mà làm cho cái thành tích của Pol trở thành sự thật. Năm 2022 sẽ là một năm hết sức quan trọng đối với Honda và Repsol Honda nói riêng ha, Honda nói chung, nguyên cái hãng Honda đó và Repsol Honda nói riêng ha. Đầu tiên là các bạn thấy là chiếc RC13V năm 2022 sẽ là một cái phiên bản hoàn toàn khác so với cái phiên bản mà Mark và Pol đang chạy, và đó là một cái chiếc xe mang tính bản lề. Nếu mà thành công thì sẽ nâng tầm, sẽ đưa những cái thành tích tốt cho Pol và Mark. Còn nếu mà thất bại thì Honda sẽ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của mình. Nhưng mà những cái tín hiệu ở cái buổi test Misano thì rất là lạc quan, và những cái đường hướng phát triển thì các cái tay đua cũng khá là đồng ý với nhau. Các bạn thấy là Pol và Mark bây giờ làm việc cùng nhau để mà đưa ra những cái phản hồi, đưa ra những cái feedback để mà xây dựng chiếc RC213V năm 2022. Và những cái phản hồi của họ rất là tích cực.
Tất nhiên rồi, khi mà một chiếc xe mới thì tất nhiên có cái điều được, có cái điều chưa được. Nhưng mà ít nhất á, là có một cái đường hướng để phát triển. Điểm yếu của chiếc xe nằm ở chỗ nào, điểm mạnh của chiếc xe nằm ở chỗ nào, để mà chúng ta có thể đưa chiếc xe phù hợp hơn với các cái tay đua chạy chiếc xe này. Ngoài Paul và Mark ra còn có Alex Marquez, rồi còn có Takaaki Nakagami nữa. Cho nên là cái tín hiệu năm 2022 cho Honda là hết sức lạc quan, hết sức là tích cực. Thì đó là cái bài bình luận của mình về cái chiến thắng 1-2 của Repsol Honda ở cái buổi chạy Misano 2. Mình cố gắng thì cây sẽ cho lộc, cây sẽ cho hoa đó. Do đó là đó là một cái chiến thắng 1-2 hết sức là ngọt ngào. Có thể là nó bị lu mờ đi bởi cái việc Quartararo giành chức vô địch thế giới, nhưng mà chúng ta cũng phải là có những cái lời ngợi khen cho Marc Marquez và Pol Espargaró cùng với đội ngũ kỹ sư và team Repsol Honda. Các bạn thấy là trong cái buổi chạy Misano 2 á, Bagnaia té ngã không phải là đến từ áp lực của Marc Marquez đâu, mà Bagnaia té ngã là phần lớn á, là đến từ cái việc thứ nhất á, là chọn sai lốp, và thứ hai là hai cái tay đua của Ducati á, cứ nhường nhau, cứ giành nhau, cho nên là nhiều khi vô cái góc cua đó đáng lại là phải thắng đúng cái tọa độ đó thì họ lại thắng sớm hơn, và sớm hơn thì cái lốp nó không có đủ nhiệt, cho nên là nó gây ra cái pha té ngã đầy đau đớn như vậy, cái sự sụp đổ toàn diện của Ducati là như vậy. Marc Marquez thì ở những cái vòng cuối, khoảng 5 vòng cuối thì coi như là đã giương cờ trắng rồi đó. Marc Marquez cũng hiểu được hiểu người hiểu ta, chứ không phải là không hiểu đâu các bạn. Do đó là cái sự ngọt ngào của chiến thắng 1-2 của Repsol Honda. Rồi, các bạn nghĩ thế nào về chiến thắng này thì các bạn có thể để ở trong cái phần bình luận của video này, và chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa chúc mừng chiến thắng 1-2 của team Repsol Honda. Chúc các bạn một ngày thứ bảy tốt lành, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.